Thôi điện mình ở rất điện rồi này. Thế nên bây giờ thầy phải rõ cái này. Thầy bảo đưa đồng chí phía kia đi. Đưa đồng chí phía kia đi. Thầy có bỏ con này. Đây chờ, đây chờ đây. Đó, đây chờ đây. Đây chờ. Ra ngay. Kỳ thưa cộng đoàn, giáo xứ chúng ta chuẩn bị bắt đầu suy ngẫm 14 nơi thương khó Đức Giêsu. Vì thế cho nên xin các đoàn thể trống và kèn tập trung tất cả quý ông bà, anh chị em nơi đến giáo xứ, gia đình chúng ta hiệp với Hội Thánh Công Giáo suy niệm 14 nơi thương khó để lĩnh ơn toàn xá. Vì thế cho nên xin mời tất cả những anh chị em, những người còn ở ngồi ở nhà, chúng ta sốt sáng đến suy niệm mọi sự thương khó của Đức Kitô, để chúng ta cho đến khi kết thúc trong lễ vọng phục sinh, xin quý ông bà anh chị em đến bắt đầu để suy niệm Đức Giêsu đã chết cho nhân loại và Ngài sống cho nhân loại, Ngài để cứu độ nhân loại. Vì thế, xin quý ông bà, anh chị em đến tham dự, vì hoàn cảnh giáo xứ chúng ta rất ít người, cho nên đừng ai ở nhà. Xin một cái trống khi hiến. Thank you.
giá rất cao là ban trống, sau ban trống sẽ là quý gia trưởng, sau gia trưởng là quý hội hiền mẫu, và sau hội hiền mẫu sẽ là ban kim nhạc, sau ban kim nhạc sẽ là đoàn công đồ, sau đoàn công đồ sẽ là đức mẹ, và đi sau đức mẹ sẽ là có một trống cái để báo, và cha chủ tế sẽ đi cùng đức mẹ đến các trọng đàn để cho trang nghiêm. Xin một đoạn chúng ta chuẩn bị đi vào các hàng rước của mình. Đôi khi chúng ta lại ơn đây cho tinh thần thiêng liêng sáng năm vô cùng. Và vô cùng đi Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Phật. Con lại tin thật Đức Chúa là ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn thiếu chết mà chuộc tội ra. Bấy nhiêu điều ấy cùng các niềm vui thánh giải, vì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng Thông Minh và chân thật vô cùng. Đã vâng. Lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng dẫn bước thánh lành vô cùng. Lấy vì Chúa thì con được yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng dẫn bước thánh lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con được chia sẻ bắt đầu năm 14 nơi thương khó. Trong năm 2011, đường thánh giá hôm nay, xin Chúa sẵn sàng cho đường đời sống của gia đình công giáo, vợ chồng con cái phải yêu thương nhau. Này Chúa, chủ tế của sự sống, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con đây suy niệm về tình yêu bằng chứng lớn lao mà Chúa dành cho các gia đình. Chúa đã chết cho tất cả nhân loại. Chúa ao ước trời của Chúa là chứa đựng những con người có tình yêu chân thật. Đoàn cộng đoàn giáo xứ chúng con nhỏ bé hôm nay cũng hiệp thông với mẹ giáo hội và tất cả các xứ sở chiều hôm nay ngắm 14 nơi thương khó. Để thực hiện ước ao như vậy, xin Chúa ban cho bí tích hôn nhân được tốt đẹp mà vẫn đẹp, đẹp cho đến khi mỗi người chia rìa nhau về với Chúa. Rất tiếc, ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng con hiểu sai lạc, con người khinh chê,
con người bóp méo, loài người nhào báng tình yêu chân thật của Thiên Chúa đã dành cho con người. Dầu thế trong phục vụ hôn nhân, người ta nói với chúng con rằng tình yêu đó phải nên giống như tình yêu Chúa đã có đối với Hội Thánh là Mẹ dạy dỗ chúng con. Với là đúng, Chúa còn khiến cho tất cả những cặp vợ chồng dù khó khăn gặp đau khổ nhưng tình yêu của Chúa vẫn ở trong gia đình đó. Xin Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con hiểu được rằng dấu chỉ tình yêu của tình yêu Chúa là tình yêu nhân loại, chính là Thánh Giá. Không phải là một thứ Thánh Giá chỉ đem lại đau khổ mà chán trường, nhưng là một là Thánh Giá gợi lên ánh sáng niềm hy vọng bình an của Chúa trong gia đình chúng con. Này ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao đa thành Jerusalem cho được ăn này các ơn bởi đường Thánh Giá mà ra. Xong ra chúng con là con chiên lạc xa đà, thể xuân trong lòng chúng con làm đường Thánh Giá mà ra. Ông con em vào lòng những sở thương khó đất để rót trẻ o để mà yên nổi cho con ở chốn khai đời này, cho ngày sau được trong cây mười bốn nơi ta có ai nhà và tháng đem chốn con về thiên đàng và hát mừng tạ ơn đã cho dễ cho đời đời chẳng cùng. Trận thứ nhất, xin mời cao viên truyền ngẫm. Lạy Chúa, cuộc sống của Chúa vừa theo một hướng mới, đó là cuộc phiêu lưu lớn, không những Chúa chấp nhận mà còn ao ước án tử hình này, vì Chúa biết rằng nhờ án đó mà chúng con sẽ được cứu rỗi. Khi một khi tôi hiểu vào một hướng đường mới trong cuộc sống, khi họ lao mình vào cái mà người ta đã có thể gọi là một phiêu lưu lớn của hôn nhân, họ phải biết rằng họ chấp nhận một loại án tử cho tính ích kỷ của họ. Các phương tiện truyền thông, phát thanh, truyền hình, báo chí, kể cả các bài hát, hầu như không bao giờ mặc khải cho chúng con về chân lý đó, mà trái lại là đằng khác. Dẫu thế, kể từ ngày nối kết cuộc sống của mình với bạn đời, họ không thể còn sống cho riêng họ, cho thỏa mãn của cá nhân họ. Nếu họ muốn yêu thương trọn vẹn và yêu thương trong sự thật, những viễn tưởng này không có gì khiếp hãi. Chết cho tính ích kỷ là đảm bảo vững vàng nhất của hạnh phúc. Chúng ta trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin soi dẫn tất cả những người mà Chúa đã nối kết họ lên vợ, lên chồng, để họ hoàn tất biết yêu thương và quên mình vì người yêu. Nơi thứ nhất, quan phi la tô luận diễn đức Chúa Giêsu, lạy ơn Đức Chúa Giêsu.
lạc dưới đất thiên hạ ước ao lâu đời mà phi là tô luận sẽ cho còn cánh sau hồ nhược nhà giường ấy xin ban ơn cho con ăn năn đền tội cho đáng chúa tư tử lấy con nơi tòa phán xét sau này. Yêu thương con cha lắng quên thâu hoàn cha hy sinh nhường kẹp môi lòng hiền yêu thương con cha má cây thâm hình yêu thương con cha gánh muôn bội tình con xin được cho thành ra là được là con đi con xin được cho thành ra gia đình theo ước muốn của Chúa Kitô chính là chấp nhận thập giá. Chắc hẳn họ sẽ bước được đón nhận những niềm vui lớn, những hạnh phúc vô biên mà Thiên Chúa dành cho họ nhờ bí tích. Những thánh giá cũng sẽ hiện diện trong một lúc nào đó rất đau thương, cũng như trong sự chán chường đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đừng quên điều này. Là trong lễ hôn lễ Kitô giáo, linh mục làm dấu thánh giá trên đôi tay họ nắm lấy nhau.